những câu nói hay và ý nghĩa về cuộc sống, các bạn nên đọc qua một lần nhé. Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế, những lần không hẹn mà gặp. Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, vừa làm khó người khác, vừa lỡ dỡ mình, hà tất phải như thế chứ. Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế. Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là ai của ai hết, hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng đến thế. Tình yêu, tình bạn không phải là không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời. Người quan tâm đến tôi sẽ quan tâm lại gấp bội. Người không quan tâm đến tôi, bạn dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tiếp tục? Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn. Phụ nữ không có sức hấp dẫn mới cảm thấy đàn ông trăng hoa, đàn ông không có thực lực mới cảm thấy phụ nữ thực dụng. Người ta nghĩ sao về bạn không có liên quan gì đến bạn, bạn sống thế nào cũng không có liên quan gì đến người ta. Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân, tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của người khác? Đừng nên dùng những lời tuyệt tình để làm tổn thương đến người mà bạn yêu vào lúc tâm tình tồi tệ nhất. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. Có những lúc không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Họ tốt đến đâu không quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về họ. Họ tốt với bạn thế nào mới quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về bạn. Trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn, mà là bạn không hiểu chính mình. Cuộc đời này thật ngắn ngủi, đừng dành dù chỉ một phút cho những người hoặc những việc khiến bạn buồn,